Ngày 15 tháng 11 năm 2006, Hồng Kông, Trung Quốc. Dũng, sao lại như vậy? Võ sĩ đấu bò đâu? Đừng lên đây. Đây là bẫy của võ sĩ đấu bò. Tôi sẽ gọi hỗ trợ, không kịp đâu. Anh yên tâm, tôi sẽ cứu anh. Bỏ cuộc đi, đừng kiểm tra nữa. Hãy hứa với tôi, hãy chăm sóc con gái tôi. Anh là người duy nhất tôi tin tưởng. Dũng, Hồng Kông, Trung Quốc. Tôi không thấy Victor Wong, chỉ thấy Willie. Edmond, bên xã hội có động tĩnh gì không? Có một tên canh gác trên ban công, còn một tên ở cửa sổ tầng 2. Willie và người của hắn sắp đến xã hội. Nếu chúng ta bắt được hàng của Victor Wong và võ sĩ đấu bò, vậy có thể chứng minh Victor Wong là võ sĩ đấu bò. Lần này chắc ăn rồi. Đừng vội mừng, các người cứ ở yên vị trí, tôi sẽ vào trong xem sao. Tôi đi lấy bình rượu. Số hạng này đã chuẩn bị xong cả chưa? Xong cả rồi, đang chuẩn bị chuyến kế tiếp. Nhẹ thôi, coi chừng lớp bọc bên ngoài.
đi xem thử. Ai vậy? Rút. Đuổi theo. Rõ. Đuổi theo chúng. Mau lên bên kia. Nguồn tin cho hay vụ sụp đổ nhà của 10 hộ dân này là hậu quả của việc sơ suất trong lúc hành động của cảnh sát. Đại úy Đường, tôi tự ý hành động. Victor Wong là một thương nhân bình thường. 9 năm rồi, anh đã tìm thấy chứng cứ cho thấy ông ta là võ sĩ đấu bò chưa? Võ sĩ đấu bò vốn dĩ không có thật. Thế giới xã hội đen ở Hồng Kông không thể nào bị một người khống chế được. Cho dù có, cũng không thể nào là Victor Wong. Tôi biết anh và A Dũng là huynh đệ. Anh muốn trả thù cho anh ấy. Nhưng anh đã lún quá sâu vào vụ này, nên khó phán đoán chính xác được. Anh hãy nghỉ ngơi một tháng đi. Hãy nghĩ đến chuyện nghỉ hưu, Benny. Thưa sếp. Nước Nga. Với mafia Nga hay nói, dám đụng đến gia đình của một người thì sẽ phải gánh hậu quả thảm khốc. Chết tiệt đi ma. Các người bắt nhầm người rồi. Chắc anh đang thắc mắc sao tôi lại ở đây, đúng không? Để tôi giải thích. Một ngày trước, Macau, Trung Quốc. Macau, Trung Quốc.
but love won out. Even after she got sick, they never regretted a thing. Would you shut up with that thing? Boys shouldn't be playing with dolls. Yes, Dad. Anyway, my dad would go to the hospital and read to my mom from her own journal, and she would remember little moments of their life. They died in each other's arms. Are you serious? He's literally reciting the plot to The Notebook. Shh! Shut up! I know it's corny. I just always believed in the power of love a little more than the regular guy. Even now with the houses and the Porsche and the other Porsche, I was just always holding out for true love like that. Sorry. To answer your first question, I'll have the chicken. Kissing sights. But then again, what is there to see when the loveliest sight is right here? Welcome to Macau, Mr. Cunningham. Excuse me, I thought you were supposed to have a car here for me, right? No, I'm standing right here, right now. I don't see a car anywhere. Hey, kid. I think this belongs to you. That's my toy. Thank you. All right. Tico Bata? Thanks. Cảm ơn nha mọi người. Giải lao một chút nhé. The first time I felt this way was the first time I saw your face. You were standing alone and your arrows were thrown to my heart. Anh chơi hay thật đó. Không phải ngày nào anh cũng gặp một người Mỹ chơi bài Baccarat đâu. Không phải ngày nào tôi cũng gặp người làm tôi nín lặng. Samantha, tôi phụ trách khâu khách hàng cho sòng bạc. Khách sạn rất sẵn lòng cung cấp cho anh một phòng lớn cho tối nay. Đây là phòng dành cho VIP. Để tôi đổi tiền trước. Sau đó tôi sẽ là của cô. Được thôi, được. Cục cưng, anh chưa nói với em ánh sáng là bí kíp để chụp hình nè. Em phải mở đèn flash chứ. Xin chào, anh chụp giúp tôi và bạn gái một tấm hình được không? Làm ơn đi.
Samantha. Chào sếp. Xin phép. Khi cô chụp một tấm hình lén thì phải làm thật lén lút. Cảm ơn anh nhiều. Sao cô lại căng thẳng thế? Thôi nào, đó là sếp của tôi mà. Cô phải đối phó với một tay cờ bạc phiền phức như tôi cả đêm. Chắc cô mệt lắm nhỉ? Một phần công việc rồi. Và anh cũng không phiền phức lắm. Giờ vẫn còn sớm lắm. Cô đã ăn chưa? Hay ta ăn sáng chung nhé? Tôi sẽ suy nghĩ. Được rồi, hãy suy nghĩ đi. Suy nghĩ nhanh thế. Sergey, các người cũng ở tầng này hả? Họ lại tặng phòng lớn cho khách nữa rồi. Chơi vui nha. Mày tưởng mày có thể trốn bọn tao sao? Tại sao tôi lại ăn măng tay thế này? Khoan, tôi có tiền. Giờ tôi có thể trả cho anh. Đi mà muốn nói chuyện với anh. Cho nên bọn tao sẽ đưa mày về Nga. Không thể nói chuyện qua Skype được à? Các anh chắc không bỏ quên gì chứ nhỉ? Như là thứ này. Đồ khốn hai mặt. Tôi sẽ cho cả thế giới này biết con người thật của anh. Đình Đình, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Mơ đi. Chào mọi người. Tôi vừa nói gì nhỉ? Tạm về Nga thôi. Tôi rất yêu nước Nga. Dũng dĩ không nên bước chân vào tầng VIP của khách sạn. Hơn nữa, anh ta lại dùng thẻ của cô. Tôi mới quen anh ta tối hôm qua thôi. Những gì anh nhìn thấy máy quay đều là hiểu lầm. Anh lầm rồi. Hiểu lầm cũng không sao. Vấn đề là anh ta đang cấp một món đồ của ông chủ. Tìm hắn đi, Samantha. Lấy công chuộc tội. Tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra hết. Không được để anh ta rời khỏi Macau. Chú Trần. Chú ơi. Con không nên làm việc ở sòng bạc. Những người này đã hãm hại bố con. Con tưởng là nếu vào hệ thống của chúng thì có thể phát hiện được nhiều thứ. Con đã chụp được rất nhiều tấm hình, thu thập được rất nhiều thông tin. Chú đã hứa với bố con bảo vệ con, đó là trách nhiệm của chú. Giờ con biết những chuyện này rồi, sẽ đe dọa đến tính mạng của con. Con đã lớn rồi, có suy nghĩ của mình. Nếu vậy thì đến tìm chú làm gì? Hôm đó con gặp một người. Con cảm thấy trên tay của anh ta có chứng cứ phạm tội của Victor Wong. Được rồi, ta phải tìm ai? Xin chào, tôi là Leslie. Xin chào, tôi là Benny. Cậu hãy giúp tôi tìm một người. Cậu hãy mở chương trình APP lên. Tên của anh ta là Connor Watts. Tôi hiểu rồi. Trong vali này có vài thứ quan trọng. Lúc chú không có ở đây, cậu phải nhớ luôn mang theo bên mình. Hơi cay. Súng điện. Có cần đến mức này không? Luôn luôn được sạc đầy pin. Rất quan trọng. Nếu có chuyện gì, hãy đi tìm đại úy Đuông. Sẽ ổn thôi.
Benny, tôi tìm thấy anh ta rồi. Giờ tôi sẽ gửi định vị của anh ta cho anh. Nước Nga. Benny, I found him. Sending you his location now. Có vẻ lần này tôi tiêu rồi. Xin chào Connor. Natalia. Chắc là cậu biết con gái tôi. Natalia, em nói với anh, bố em là một tên mổ thịt mà. Phải. Natalia nói rằng anh là một người Mỹ tốt bụng, rất đáng tôn trọng. Nếu không thì anh đã chết rồi. Em có thai rồi Connor. Em có thai rồi. Anh không tin là em lại có thai theo như cách mà ta đã làm. Chúng tôi không làm gì cả. Anh phải cưới con gái tôi. Tôi sẽ tha cho anh. Ở đây đang có một sự hiểu lầm. Tin tôi đi, ông không muốn tôi cưới con gái ông đâu. Ý tôi là chuyện cưới gấp như vậy là một cơn ác mộng. Dasha, làm thêm lần nữa. Không, không. Đừng khó chịu nhé, Connor. Connor Watt, anh là ai? Benny Chan, cảnh sát Hồng Kông. Hồng Kông hả? Đừng nhảy nhanh quá. Xin lỗi. Các người đang làm gì vậy? Không thấy đứa bé hả? Cẩn thận. Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi không có ý dạy anh cách làm việc, nhưng tôi nghĩ lái xe sẽ nhanh hơn đó. Đứng dậy. Connor Watt, anh biết về võ sĩ đấu bò. Tôi phải đưa anh về Hồng Kông. Đi. Giao tên người Mỹ ra đây. Thì sao không ai chết? Xin lỗi.
đúng lúc đó. Tôi sẽ nói với Dima. Đồ mập. Đừng có thô lỗ vậy chứ. Anh ta là của tôi. Người đàn ông này là ai? Cảnh sát Trung Quốc. Giờ hạ hắn đi. Đánh nhau với phụ nữ không hay ho gì. Vậy phải xem giờ ai là phụ nữ. Chờ chút. Cô cởi. Cởi đi hả? Gấp đôi cởi đi. Anh đang làm gì vậy? Tôi muốn giúp anh mở cửa thôi. Tôi nghĩ anh muốn trốn thì có. Anh định đưa tôi về Hồng Kông. Kế hoạch của tôi là vậy. Có vẻ anh là một người bạn đồng hành tuyệt vời. Rất tiếc là tôi không thể đi về với anh. Ý anh là sao? Anh không cần hộ chiếu cũng bay được à? Anh lấy hộp quẹt của tôi bằng cách nào vậy? Câu hỏi hay hơn là làm sao tôi lại lấy được hộ chiếu của anh? Chúng ta phải về Hồng Kông trong vòng 2 ngày. Bình tĩnh. Anh không biết câu tục ngữ cổ Trung Quốc là tìm con đường sống từ con đường chết sao? Có muốn ăn pizza không? Tôi đặt bánh tại đại sứ quán Mỹ. Mở ra. Xin lỗi, kính cách âm. Giờ anh nghe tôi nói chưa? Này, anh căng thẳng quá. Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút đi. Tôi dẫn anh đi massage rồi làm một ly margarita. Rồi anh sẽ thấy thư giãn hơn. Anh đang làm gì vậy? Giải tỏa căng thẳng. Vậy sao? Sao tôi cảm thấy... Xin lỗi, bạn của tôi. Anh ấy bị hạ đường huyết. Có vẻ như Conor West vừa rời khỏi Macau. Hơn nữa, Benny Chan đang đuổi theo hắn. Benny Chan à? Tuyệt đối không được để chúng còn sống trở về Hồng Kông. Phải lấy lại cái điện thoại cho bằng được. Nếu không, chúng ta sẽ không thể ăn nói với cấp trên.
rõ. Người của chúng ta đã có manh mối rồi. Có thể nghĩ đến việc lợi dụng Samantha vào lúc cấp bách. Anh phải dạy tôi chiêu hai ngón đó. Trò đấu vật chuyên nghiệp đó anh học ở đâu vậy? Tôi chỉ dạy cho những người chính trực. Ăn đi, tôi đã lớn rồi, không cần ăn đút cho tôi. Nếu đã là người lớn thì phải có trách nhiệm, ngoan ngoãn về Hồng Kông với tôi, chứ không có trốn chạy như con nít. Ăn đi. Ngon quá. Đó là gì vậy? Cái đó của con dê. Anh có biết, nó ngon lắm luôn. Anh thường ăn cái này hả? Tôi cá là anh sẽ ăn hơn hai cái. Ngon lắm. Về những tên tìm tôi, không phải vì về thứ tôi đã ăn cắp ở Macau đâu, Benny, mà vì thứ tôi đã thấy. Anh đã thấy gì? Du lòng trình vé và hộ chiếu. Đi thôi. Nhảy đi. Không, anh nhảy đi. Tôi không nhắc lần hai đâu, nhảy đi. Tôi tưởng anh không nhắc lần hai chứ. Được, tôi sẽ nhảy trước, kéo cả anh. Thật không thể tin nổi. Bộ quần áo dơ hết rồi. Im đi, chỗ này đã rất yên lặng rồi. Hay là anh thả tôi đi đi. Ta cũng đâu thể đi bộ về Hồng Kông. Anh không có người thân sao? Họ sẽ giết con gái nuôi của tôi. Người thân của tôi. Tôi sẽ đưa anh về sòng bạc. Tôi xin lỗi. Vậy anh làm việc cho họ? Tôi là cảnh sát. Vậy thì có một điều anh cần phải biết. Anh cảnh sát, họ muốn bắt tôi không phải là vì tôi đã ăn cắp đồ của họ, mà bởi vì tôi đã chứng kiến cảnh họ giết người. Một phụ nữ đã chết trong vòng tay tôi. Mau lên. Anh là đồ khốn hai mặt. Có gì từ từ nói, đưa điện thoại cho tôi. Tôi sẽ cho cả thế giới này biết bộ mặt thật của anh. Đinh đinh. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Đưa điện thoại cho tôi. Mơ đi. Lấy cái điện thoại đó lại. Giờ anh nói với tôi, nếu tôi không đi với anh thì con gái nuôi của anh sẽ chết. Nhưng tôi nói cho anh biết, nếu tôi đi với anh thì tôi sẽ chết. Tôi mặc kệ. Thật là một hành vi không ưa nổi, Benny. Được đó, giống y như bố cô vậy. Chính các người đã hại chết bố tôi.
Mông Cổ. Không tra được à? Phải, ở sông Bạc không xảy ra gì cả. Nhưng hồ sơ nhập cảnh của người này rất đáng nghi. Hơn nữa, anh ta có trong danh sách đen của sông Bạc ở Mỹ và Úc. Tôi nghĩ anh ta đã gạt anh Benny. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, loại người này giả vờ rất giỏi. Anh phải cẩn thận. Tôi đã lĩnh giáo rồi. Xin chào, người anh em. Có loại xe nào vừa rẻ và dễ chạy không? Cái gì? Vừa rẻ vừa tốt à? Đồ ngu. Để tôi cho các anh xem vài con xe xịn. Anh đùa tôi sao? Cái này à? Anh mơ đi. Cái này, nó từng đoạt giải nhất trong cuộc thi làng. Thích hợp cho hai tỉnh gốc nhà ngươi đó. Rất tiện lợi, hệ thống xe ba bánh, mã lực cao, vừa hoài cổ, vừa tiết kiệm xăng. Mẫu mới nhất năm 2016. Được rồi, tôi nói đùa thôi mà. Mẫu hoài cổ năm 2012. Được. Được. Thanh toán bằng Visa hay Mastercard? Tôi không biết tại sao lại không thanh toán được. Tại sao tôi lại phí thời gian vào tấm thẻ vô dụng này chứ? Để tôi giải quyết hai vị. Tiền đây. Chúng ta sẽ dùng tiền của anh. Ví tiền của anh đâu? Tôi không có. Tại sao? Tha lỗi cho tôi đã không kịp lấy ví tiền trước khi bị bắt cóc. Hai tên đờ nghèo rách áo. Hai cái đồng hồ kia của anh cũng được đó. Đồng hồ này không được. Không. Vậy anh có muốn đưa tôi về Macau không đây, Benny? Tiền, tiền. Tôi nghĩ tôi đã hiểu về anh rồi. Tôi cảm giác hoặc là anh không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, hoặc là không ai đợi anh ở nhà cả. Anh chẳng hiểu gì về tôi hết. Ừ. Không, tôi chưa kết hôn. Thật bất ngờ. Yên tâm, trên đường đi chúng ta có thể tìm cho anh một cô gái. Nhưng tôi sẽ dạy anh vài chiêu. Chiêu thứ nhất, cười nhiều hơn nữa. Nghe này, mở túi trái của tôi ra. Ở đó có một thứ rất quan trọng. Tôi nói thật đó. Đây là gì? Trước khi người phụ nữ đó chết, cô ta đã đưa cho tôi điện thoại này. Không sao, không sao. Tôi sắp chết rồi. Đây, cầm lấy. Điện thoại này. Cầm lấy điện thoại này. Tên người Mỹ to xác ngu ngốc. Chuyện là vậy đó. Điện thoại này có gì đó, Benny. Anh phải sạc pin cho nó mới được. Đủ rồi. Anh nói vậy chỉ để thoát thân thôi. Nếu tôi muốn thì tôi đã thoát rồi. Đến Hồng Kông rồi kìa. Tạm biệt, Benny. Nhớ cái cười nhiều tao đó. Mình ngốc thật. Vậy mới được chứ. Không. Không, không.
Thôi nào anh bạn. Thôi nào. Cái này thì sao? Đẩy tiếp đi. 2012 rồi, chân của tôi. Mạnh lên. Ở đây cho thấy còn nửa bình xăng. Ở đây ghi tốc độ là 180. Chúng ta đi bộ. Nhẹ tay chút đi. Đi hướng kia. Này, qua đây. Vậy là sao? Đứng yên. Chân nào? Anh hành hạ tôi. Tôi sẽ kiện anh. Tùy anh. Đi thôi. Tôi nghĩ một chút được không? Tôi cảm thấy anh cứ dẫn đại một gã da trắng với Hồng Kông là xong. Ý tôi là chúng ta trông rất giống nhau. Con đường tắt này dẫn đi đâu vậy? Im đi Connor. Hình như đứa bé kia bị thương. Xem cậu ta bị sao. Cậu có sao không? Có cần giúp gì không? Tôi muốn hỏi. Tạm biệt Benny. Tạm biệt. Mau chạy đi. Ôi bi của tôi. Chúa ơi. Chúng tôi không làm gì hết. Đừng hiểu lầm. Các anh đưa tôi đi đâu vậy? Đó là một trong số hai tên xấu. Đừng đánh anh ta. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi là cảnh sát. Tôi đưa anh ta qua biên giới. Chúng tôi bị lạc đường. Cho hắn xem Kung Fu Trung Quốc đi. Đánh vào cái ấy của anh ta đi. Cha, lúc nãy người đó đã giúp con. Dừng tay. Anh ta là một người tốt. Anh ta đã giúp đỡ con tôi khi nó bị thương. Sao vậy? Cảm ơn. Tôi không hiểu. Anh là cảnh sát sao lại bị đánh tơi bời thế này? Tôi vì cứu anh đó. Tôi cảm thấy cách làm này thật mất mặt. Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi nghĩ ông ấy muốn chúng tôi nâng ly với họ. Không được, ta phải đi. Benny, ta không được thô lỗ. Một ly thôi đó. Ừ thì một ly. Được rồi. Có ai biết mấy trò chơi trong khi uống rượu của người Mông Cổ không?
mau lên, cạn ly. Sao các anh làm được vậy? Nâng ly vì ông trời, vì ông trời. Nâng ly vì mặt đất, vì mặt đất, vì những người bạn. Tuyệt vời. Không ngờ anh lại là fan của ca sĩ Aden. Bài Rolling in the Deep là một bài hát kinh điển. Cảm ơn vì hôm nay anh đã đứng ra ngăn những người Mông Cổ đó. Tôi biết anh làm vậy không phải vì tôi, nhưng anh đúng là một người trọng nghĩa, và tôi tôn trọng điều đó. Tôi sẵn sàng chết vì những người mình yêu. Nếu ta không có ai để mà chết vì họ thì sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ừ, nhưng cuộc sống cũng không có ý nghĩa nếu anh không biết tận hưởng. Anh quá tập trung vào công việc. Anh nên ra ngoài gặp gỡ nhiều bạn bè, đăng ký học lớp Pilates, cứ vui vẻ mà sống. Anh thích cô gái tối nay chứ? Cô ấy thích anh đó. Sao anh không nói chuyện với cô ấy? Cô ấy không có để ý đến tôi. Lần cuối cùng anh hẹn hò với một cô gái là khi nào? Hôn thề của tôi 9 năm trước. Anh không nói với tôi là anh đã kết hôn. Chúng tôi không có kết hôn. Cô ấy bỏ tôi mà đi. Tôi xin lỗi. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện do Victor Wong gây ra. Võ sĩ đấu bò. Hắn ta giết cộng sự của tôi. Tôi tận mắt nhìn thấy anh ấy chết. Sau chuyện đó, cuộc sống của tôi chỉ còn thù hận. Chuyện khác không còn quan trọng nữa. A Dũng, có chuyện gì vậy? Đây là bẫy của võ sĩ đấu bò. Hãy hứa với tôi, hãy chăm sóc con gái của tôi. Anh là người duy nhất tôi tin tưởng. Đừng, Dũng.
Xin lỗi, tôi phải đi đây. Tôi không muốn chết trong tay họ. Tôi để điện thoại đây cho anh, bởi vì tôi nghĩ anh sẽ cần dùng nó. Anh chỉ cần tìm cách sạc pin là được. Cảm ơn vì hôm qua đã cứu tôi, anh bạn. Này, anh bạn, cậu có thấy anh chàng người Mỹ không? Tối qua anh ta mua con ngựa của tôi đi rồi. Anh ta mua ngựa của cậu à? Tiền mặt à? Lũ ngựa Mông Cổ ngu ngốc này. Đi nào, mau đi thôi. Benny, tôi đã đi mua cà phê. Tôi định làm anh bất ngờ với ly cappuccino. Anh đi đâu mua cà phê hả? Tôi vẫn còn vết bầm tím này. Đừng đánh tôi. Cái thằng nhóc này. Tôi muốn lấy lại tiền. Cậu bán cho tôi một con ngựa chứ. Anh biết không, loài ngựa to lớn này chỉ chạy được 100 dặm. Con ngựa nhỏ thì chạy ngày đêm luôn. Đồ ngu. Được rồi, yên tâm. Lần sau tôi sẽ chú ý khi mua ngựa. Thì ra anh có tiền. Đây là tiền riêng, tiền cứu mạng. Anh luôn nói dối. Bố mẹ anh dạy anh kiểu gì vậy? Anh là cảnh sát mà. Bắt họ vào đồn rồi hỏi đi. Anh lúc nào cũng nói dối. Ngay cả ngựa cũng đã ị trước mặt anh. Anh là cảnh sát, luôn xem nhẹ đồng tiền. Nhưng tại sao con ngựa tôi mua anh lại là người cưỡi? Biên giới Trung Quốc. Đến trạm kiểm tra rồi, đừng nói gì hết. Benny, chính là tên đó. Yên nào, chính hắn ta đã giết cô gái ở sòng bạc. Victor Wong, anh có chắc là người đó không? Cô ta bị bắn chết ngay trước mặt tôi, sao có thể nhìn lầm được? Tôi sẽ đưa anh về Hồng Kông. Tôi đã dùng cả sự nghiệp của mình chỉ để chứng minh Victor Wong là một võ sĩ đấu bò. Giờ thì tốt rồi. Chỉ cần anh làm chứng thì Victor Wong tiêu chắc. Cái gì? Victor Wong sẽ không để tôi còn sống mà ra tòa đâu. Bằng chứng của anh ở trong cái điện thoại đó. Tôi không đi đâu hết. Sẽ không đi đâu. Được rồi, qua biên giới rồi mới nói. Chẳng có gì để nói cả. Cứu tôi với. Anh ta bắt cóc tôi. Và anh ta nói anh ta sẽ lợi dụng gương mặt bảnh bao của tôi để kiếm cả triệu đô. Xin lỗi, não anh ta có vấn đề. Tôi là một người Mỹ hiền lành, đẹp trai và lương thiện. Vì tin lời anh ta mà giờ tôi đến tận. Nếu để anh ta vào biên giới thì sẽ hại chết nhiều người nữa. Tôi thề đó. Anh ta uống nhầm rượu giả. Bắt cả hai người họ. Gọi cho cảnh sát Hồng Kông. Gọi cho đại sứ quán Mỹ. Dừng lại, từng người một nói thôi. Tôi đang giải quyết một vụ án lớn. Anh ta bắt cóc tôi. Anh không nghe thấy sao? Từng người nói. Cả hai người im đi. Đều là lỗi của anh ta. Kanawas, anh ta bị bắt vì đã giết Diệp Đình. Sao lại là tôi? Còn anh, cảnh sát Trần, anh đã bị bắt vì đã đưa Kanawas bỏ trốn. Đây là một cái bẫy. Hai người sẽ bị đưa về Hồng Kông. Tuyệt. Đây là cách tốt nhất, Benny. Chúng ta sẽ được an toàn. Cho dù ngồi tù cũng tốt hơn bị giết ở Hồng Kông. Ngồi tù thì có lẽ không tệ lắm. Có cái ăn, cái uống. Có thể gặp được Morgan Freeman. Ta phải lấy lại cái điện thoại. Anh không thấy tình hình hiện giờ sao, Benny? Điều đó là không thể. Anh có biết người Trung Quốc có một câu nói thế này: tìm con đường sống từ con đường chết sao? Tôi thấy tôi nói câu đó thì thuyết phục hơn. Cô ta là ai? Đội trưởng The Bowling Nga. Đa Sa, sao trùng hợp quá vậy? Khi cô đã đến cướp cái xe này. Tên kia ở đâu rồi? Tôi tưởng anh ta ở với anh chứ. Xuống xe,
Chân tôi tê cứng rồi. Cô cũng biết nếu đi đường dài thì chân hay bị tê. Xuống xe ngay. Đi thôi. Tỉnh Trung Quốc. Xin lỗi Benny. Anh hụt rồi. Là anh à, Sergey. Tôi đã sẵn sàng cho đám cưới, nhưng anh ta lại bắt cóc tôi. Và anh đi thay tôi được không? Không, đừng đánh vào mặt. Cảm ơn. Mua một tặng một. Điện thoại. Tôi đã nói rồi, tôi không đánh phụ nữ. Tôi biết, cho nên tôi đã mang theo súng. Được rồi, đến một lần thôi, đến đây. Tạm biệt anh chàng Trung Quốc. Giờ anh thành kẻ giết người rồi. Tôi không cố ý, chân tôi đụng vào cần gạt. Đây là tai nạn. Này, anh không biết cảm kích gì hết. Cô ta định giết anh đó. Đây không phải lý do. Nếu không có tôi thì anh sẽ không đứng ở đây, mà giống cô ta nằm ở dưới đất. Chúa ơi, cô ta hồi sinh kìa. Anh không sao chứ? Ngốc quá vậy. Lần sau nhớ nhắc tôi trước. Mau đi thôi. Mở ra. Nếu không có tôi thì anh làm được gì đây? Anh chỉ cần đem cái điện thoại này đi sạc pin là xong. Anh biết không, tôi thích anh đó. Tôi rất vui khi cuối cùng anh đã có được thứ mình muốn. Nhưng đáng tiếc là tôi chỉ có thể giúp anh được đến đây thôi. Đến lượt anh. Anh hẳn phải mệt lắm, cứ chạy trốn suốt ngày. Tôi nghĩ đến nhau như anh sẵn sẽ mệt lắm. Ấn tượng không? Đừng giỡn. Bỏ thứ đó xuống. Đừng chỉ súng vào tôi. Is that what we're trying to make? The cops ask any questions, you just look at them like you don't understand a word, okay? Okay, that's good. Put your hand out! Father! Stop singing! Can't believe these things were out of style in the Middle Ages. So, what's the plan? We take the phone back to Hong Kong police. Captain Tong, have to arrest Victor Wong. Well, great. You don't need me. You are the only thing tied Victor Wong to the phone. No you, no Wong. You have to testify. Guess Samantha is with this. Samantha's your goddaughter? I thought there's supposed to be like a billion people in this country. Run it! Xem ra cũng không tệ lắm. Trông mặt cứ như đang gặp ma vậy. Cứu với. Đưa tay cho tôi. Hãy hứa là anh sẽ thả tôi đi. Hãy hứa là anh sẽ ra làm chứng.
Anh không có tư cách để ra điều kiện với tôi. Không. Tôi không biết bơi. Tôi không biết bơi. Cái gì? Tôi không biết bơi. Thủy thần. Bắt lấy. Cố lên. Không ngờ là anh không biết bơi. Giờ thì tôi biết rồi. Lúc nãy tôi còn tưởng anh sẽ không cứu tôi nữa. Thật ra tôi cũng không chắc. Các cô gái Hồng Kông hấp dẫn chứ. Vậy thì đã sao? Tôi sẽ ra làm chứng. Vì anh và vì Samantha. Chúng ta sắp đến rồi. Đại quý đường, tôi là Samantha. Tôi đã gặp ông ở tang lễ của bố tôi. Tất nhiên, tôi nhớ cô mà. Giờ tôi đang gặp rắc rối. Mấy ngày nay tôi không thể liên lạc được với chú Benny. Tôi không biết phải làm gì nữa. Ông ấy nói ông có thể giúp tôi. Tất nhiên. Đẹp thật. Đèn khổng minh. Anh ước một điều ước và thả nó bay lên trời. Xin chào. Hello. Xin chào. Chú muốn lấy một cái không? Cho chú hả? Phải. Cảm ơn. Chúng ta hãy ước đi. Bắt được tên võ sĩ đấu bò và đưa Samantha trở về nhà an toàn. Vậy có nghĩa là điều ước sẽ thành sự thật hả? Connor, anh nói đúng. Tôi đã làm việc quá nhiều, đánh nhau quá nhiều. Tôi không có cuộc sống. Không sao đâu, Benny. Sao chúng ta không tìm thứ gì để bổ sung năng lượng nhỉ? Mau lên, tôi đang làm đây. Sắp được rồi. Gần được rồi. Được rồi, Chúa ơi. Nhận diện vân tay. Chết tiệt. Tìm con đường sống từ chỗ chết. Anh đang nói gì vậy? Nếu đó là điện thoại của võ sĩ đấu bò, thì chỉ có dấu vân tay của hắn mới có thể kích hoạt được. Nếu Victor Wong mở được nó, thì Victor Wong chính là võ sĩ đấu bò. Chúng tôi đã truy ra được vị trí của Trần Cán Sinh và tên người Mỹ.
Đừng để cô ta thoát cho đến khi chúng tôi về Hồng Kông. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của tôi. Cô ta sẽ không thể đi đâu hết. Miền Tây Nam Trung Quốc. Chia nhau ra lùng sục nơi này. Số lồng đèn đó đã nguyền rủa chúng ta. Này, đi thôi. Đây là lễ hội ném bùn để ăn mừng thu hoạch. Vụ này tệ thật. Tôi đồng ý phải có người cho họ biết. Làm vậy không có tác dụng gì với vụ mùa. Ý tôi là bên kia kìa. Bắt chúng đi. Giờ là lúc chúng ta ở lại và chiến đấu vì chính nghĩa, phải không Benny? Lần này chúng ta sẽ chạy. Chạy đi. Đừng, họ bắn kìa. Chỉ là bắp rang thôi. Cái gì? Mau lên. Benny, anh giỏi lắm. Theo tôi. Chúng đến kìa. Kỳ lạ, làm sao bọn chúng cứ tìm được chúng ta vậy? Điện thoại. Bọn chúng đang định vị bằng điện thoại. Tắt nó đi. Mau. Trơn quá. Tắt và mở là bước căn bản của một điện thoại. Đồ khốn. Hắn ta sờ soạn em gái tôi. Hắn ta kìa. Bắt chúng đi. Bắt hết chúng đi. Đây là yến tiệc 100 nhà. Chúng ta đi đường khác. Chẳng phải anh thích đường tắt à? Này này, đừng ăn. Không, không được ăn. Xin lỗi. Chờ đã. Chúng ta phải hát mới được qua. Đây là truyền thống. Sao cái gì cũng là truyền thống vậy? Hát gì đi. Sao anh biết bài hát này vậy? Cảm ơn. Hát gì đi. Hát đi rồi mới qua được. Ở kia kìa, đừng chạy. Thank you.
Tôi không biết bơi. Tôi sợ độ cao. Tôi sẽ đưa anh bay. Mau lên. Đứng lại. Sợi dây nhỏ xíu này có thể chịu được bao nhiêu ký? Anh nói bay là bay như thế à? Sau này sao tôi dám tin anh? Cứ tin tôi là được. Tôi trượt đây. Đừng có đụng vào cái ấy của tôi. Cái gì? Đó là thứ duy nhất tôi có thể nắm được. Nhỏ quá. Anh là kẻ nói dối. Bám chặt vào. Bám chặt vào. Dùng sức ở chân đi. Cố lên, dùng sức ở chân. Tôi đã nói đây là một kế hoạch hay mà. Anh định làm như vậy bao lâu nữa? Cho đến khi về Hồng Kông. Không, ý tôi là truy đuổi những gã như tôi khắp thế giới. Anh cũng biết mình không còn trẻ mà. Đây là con đường của tôi. Tôi già rồi. Nếu anh muốn, anh vẫn có thể thay đổi. Anh muốn làm gì? Tôi thích nuôi lạc đà không bướu. Được. Sao lại là lạc đà không bướu? Trong mắt tôi, chúng tượng trưng cho hòa bình. Nên tôi luôn muốn có một con. Nhưng ở Hồng Kông thì không thể nào nuôi. Đơn giản thôi, vậy dọn về quê. Những chuyện thế này anh rất giỏi mà. Anh sẽ chăm sóc chúng rất tốt. Tôi nghĩ anh đã chăm sóc Samantha rất tốt. Tôi nói thật lòng mà. Nhìn tôi đây. Khi anh gặp con bé, hãy nhớ lấy mặt tôi. Không, ý tôi là, cho dù anh khó chịu và nóng nảy, cố chấp, cứng đầu. Được rồi, nói những lời dễ nghe đi. Nhưng anh cho người khác cảm giác an toàn. Cũng nhờ có anh nên Samantha mới được như vậy. Tôi hỏi anh một câu nghiêm túc được không, Benny? Cái trò hai ngón đó anh làm sao vậy? Ở đây. Huyệt đạo. Cành chuẩn xác. Chỉ cần ấn mạnh vào. Gì chứ? Anh phải luyện tập nhiều. Không phải giống như bắt mũi đâu. Phải nhắm chính xác. Anh không bao giờ học được đâu. Đêm nay ta đành phải ngủ ở đây thôi. Ở đây hả? Không ở đây thì ở đâu? Chúng ta không có chăn, cũng chẳng có lửa. Cởi ra đi. Mau cởi quần áo ướt ra, nếu không càng lạnh đó. Chúa ơi, tôi biết trước sau gì cũng có ngày này mà. Tại sao anh lại ở sau lưng tôi? Anh nghĩ nhiều rồi, Connor. Làm gì vậy?
bọn họ vẫn còn sống. Cười đi. Biểu diễn bắt đầu lúc mấy giờ? Đừng tung lên mạng. Tôi phải gọi cho Sam. Tôi phải đi vệ sinh. Tôi nhịn cả tối rồi. Hello. Chú đây. Chú đang trên đường trở về Hồng Kông. Chú ơi, bọn họ. Samantha hiện giờ rất an toàn. Nếu anh dám đụng đến con bé, tôi sẽ không tha cho anh. Tối nay hãy đem điện thoại đến sòng bạc. Nếu không, đừng hòng gặp lại cô ta nữa. Địa điểm do tôi quyết định. Tìm nơi nhiều người. Cảng khởi Đức, 7 giờ tối nay. Được. Samantha không sao chứ? Nghe này, tôi có thể giải thích. Tôi định trả lại cho anh. Sao chuyện gì anh cũng có lý do thế? Anh chính là kẻ lừa đảo. Được rồi. Nói thật, lúc đầu tôi không có ý trả cho anh. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Chúng ta là cộng sự. Tôi muốn chờ thời điểm thích hợp đem đồng hồ tặng lại cho anh. Anh không phải là cộng sự của tôi. Anh làm dẫn xuôi. Anh chỉ làm mọi việc thêm tồi tệ. Thật sao? Nếu không nhờ tôi thì giờ anh chỉ ở trong căn hộ ăn mì gói và đọc tạp chí lạc đà không bướu. Anh nói tôi cô đơn. Nếu tôi cô đơn vậy còn anh thì sao? Hình chụp gia đình anh đâu? Thôi đi Benny. Anh không có ai yêu thương. Anh nói đúng. Tôi không có ai cả. Tất cả những câu chuyện về bố mẹ tôi đều do tôi bịa ra. Họ đã bỏ rơi tôi ngay khi tôi sinh ra. Anh hài lòng rồi chứ? Đưa áo khoác cho tôi. Anh có cái điện thoại rồi. Tạm biệt Benny. Hồng Kông. Xin lỗi, anh có thể cầm giúp tôi không? Được, cảm ơn. Không phải chứ anh bạn, anh đưa cho tôi cái hũ tro cốt hả? Sao anh nhiều chuyện thế? Sao lại nhìn vào trong đó? Anh cầm thứ này đi khắp nơi hả? Trong đây là bạn của tôi. Khi ông ấy còn sống, tôi đã hứa với ông ấy sẽ đem tro cốt của ông ấy rải ở cảng Victoria. Tôi đã hứa với ông ấy thì phải làm cho bằng được. Giờ anh còn thắc mắc gì nữa không? Không. Xin lỗi, tôi không ngờ chuyện làm vậy. Áo khoác của ông cỡ 40 hả? Đã lâu không gặp. Samantha đâu? Tôi muốn gặp con bé. Đưa điện thoại đây. Nếu không, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Được. Chuyện gì đến sẽ đến. Tôi đã báo cảnh sát. Đại quý Đường, điện thoại này có thể làm bằng chứng, chứng minh Victor Wong là võ sĩ đấu bò. Chỉ có dấu vân tay của anh ta mới có thể mở được điện thoại này. Anh Vương, anh có thể giúp chúng tôi chứ?
rất sẵn lòng. Sao lại như thế? Có khi nào anh đã nhầm không? Xin lỗi anh Vương. Trần Cảng Sinh, bây giờ chúng tôi sẽ bắt giam anh vì tội mưu sát đồng phạm. Natalia, Connor đi. Con của chúng ta sao rồi? Tốt. Anh có một chuyện nhờ em. Các người phải tăng năng suất làm việc chứ. Dám để tôi chờ lâu như vậy. Anh có biết thời gian của luật sư rất quý báu không? Chào Benny. Connor, anh đang làm gì ở đây? Người đàn ông thực thụ sẽ ở lại và giải quyết vấn đề của họ. Một người đàn ông khôn ngoan đã dạy tôi điều này. Tôi muốn nói chuyện riêng với người ủy thác. Không phiền chứ? Bọn họ sẽ bắt anh. Tôi là luật sư của anh. Kế hoạch thế nào? Tôi còn tưởng anh có ý tưởng nào chứ. Anh đến đây mà không hề có kế hoạch thoát ra sao? Tôi vào đây là để hỏi anh thoát ra ngoài thế nào mà. Luật sư của Benny muốn gặp cô. Tôi là Connor Watts. Chúng tôi cần cô giúp Leslie. Để quý đường và Victor Wong là một phe. Anh có chứng cứ không? Tất cả chứng cứ đều ở trong điện thoại. Cô điều tra được không? Đã mở khóa, chúng ta vào được rồi. Cảm ơn cô giúp chúng tôi, Leslie. Cảm ơn anh đã để cho tôi giúp. Hẹn cô ấy đi chơi đi. Hay là kỳ vụ án này kết thúc, tôi mời cô đi ăn gà nướng và uống bia nhé. Được, tôi thích gà nướng và bia lắm. Được, đã sẵn sàng. Chúng ta đã giải mã được dấu vân tay. Xem ra đây là những con số ngẫu nhiên. Dừng lại. Dừng ở đây. Tôi biết rồi. Leslie, giúp tôi thêm một chuyện nữa. Các người đi đâu vậy? Chính là nơi này. Sao lại có người đến đây vậy? Tôi và anh chia nhau ra hành động. Đừng cố làm anh hùng đó. Được rồi, không cần phải nói đâu. Đi. Chúng tôi không làm cô ấy bị thương. Chỉ muốn cô ấy im lặng một chút. Willie, anh giải thích đi. Tôi chỉ làm theo lệnh của ông thôi. Nếu ông sớm nói cho tôi biết cô ấy là nói dối.
Ông đừng quên, người đã cho anh mọi thứ như bây giờ. Nếu không có tôi, thì liệu ông có thành công không? Cứu tôi với. Anh nên học cách dừng đúng lúc. Connor, sao anh lại ở đây? Đây là một câu chuyện dài, tôi sẽ kể cho cô nghe trong bữa ăn sáng. Tôi không có thời gian đùa với anh. Tôi phải tìm thứ gì đó mở cửa này ra. Tôi sẽ quay lại ngay, đừng bỏ tôi lại đây. Tôi xin lỗi đã kéo cô vào chuyện này. Tôi đã cảnh cáo anh. Sếp Đường, điện thoại. Dũng, chúng ta lại gặp nhau rồi, anh bạn. Tôi luôn biết anh là một người cảnh sát tốt, nhưng lần này tôi đã đánh giá thấp anh. Cảm ơn đã đem điện thoại trả cho tôi. Anh là võ sĩ đấu bò, ông ta giống Minion quá. Tại sao? Anh chỉ cần có được phần lương của cảnh sát là anh vui rồi. Trong lúc anh đuổi bắt bọn tội phạm đó, bọn chúng ăn uống sa đọa ở khắp nơi. Anh đã chọn vinh quang, tôi chọn quyền lực. Tôi đã có mọi thứ, anh không có mọi thứ. Anh đã mất Sam. Đừng lo, sau này tôi sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt. Tạm biệt anh bạn. Con gái, con đang nằm mơ sao? Con nhớ bố lắm bố ơi. Con nhớ bố. Bố cũng thế. Đừng lo, có bố đây. Bố đã sắp xếp tất cả chuyện này. Sốt cuộc làm gì cái gì? Để bố giải thích cho con. Vậy thì Willie và Victor Wong là đồng bọn của bố. Sai. Là thuộc hạ của bố. Bố là võ sĩ đấu bò. Bố là bố con. Không, bố đừng qua đây. Bố là ma quỷ. Cảm ơn Connor. Khi đã đi cùng tôi, không có gì cộng sự. Vứt súng xuống biển đi. Mau Dasha, vừa đúng lúc. Xin lỗi bọn tôi đến trễ. Không, tôi rất mừng vì cô đến kịp lúc. Chào mừng đến với gia đình, đồng chí. Cảm ơn. Gia đình, chuyện gì vậy? Chuyện dài lắm. Xin chào anh chàng Trung Quốc.
anh đi tìm Samantha đi. Mau. Mau lên. Tiếng gì vậy? Ở yên đây, con sẽ đi với bố. Đứng lại. Bố. Bố. Nhẹ tay thôi, coi chừng hỏng bao bì. Cocaine. Kỹ thuật bắn của anh vẫn chuẩn như xưa. Anh vẫn rất cứng đầu. Chính anh ép tôi. Chơi dao hả? Đã 9 năm rồi, mọi thứ đều thay đổi. Bạch Chí Dũng, chúng tôi là cảnh sát Hồng Kông, các người đã bị bao vây. Đang chìm. Mau cứu Samantha. Các người đã bị bao vây. Mau bỏ vũ khí xuống và đầu hàng. Đứng yên. Sếp. Thank you.
giúp tôi. Tôi không quay lại được rồi. Giúp tôi chăm sóc cho con gái. Ta xin lỗi hai người. Bố, con còn tưởng bố trở về rồi, nhưng con không ngờ lần này bố quay về là để tạm biệt. Anh ấy là cộng sự giỏi nhất mà chú từng gặp, cộng sự Trung Quốc giỏi nhất. Tối nay tôi phải đi Nga. Tại sao? Cho đến hôm qua tôi mới hiểu ra lời hứa là chuyện quan trọng nhất đời người. Đã hứa rồi thì phải làm được. Đừng sợ, đừng sợ, hít sâu vào, cố lên, dùng sức đi. Sinh rồi, vào đây đi, vào đây. Chúc mừng anh lên chức bố rồi. Cảm ơn trời Phật. Thật đáng yêu. Thì ra là ngươi, đồ khốn. Xin lỗi Connor. Anh làm bố nuôi cũng được. Tôi sắp không chịu nổi rồi. Hai người đưa tôi đi đâu vậy? Anh bình tĩnh được không? Anh đang làm hỏng bất ngờ này đó. Anh ta lúc nào cũng nóng nảy thế sao? Không được nhìn lén. Bên này. Đi thẳng về phía trước. Được rồi. Bất ngờ chưa? Anh dẫn tôi đến nông trại của tôi à? Không, nhìn bên này nè. Lạc đà không bướm. Bọn chúng sẽ làm anh bận rộn khi anh không còn bắt bọn xấu nữa. Này mọi người, nhìn nè. Anh nổi tiếng rồi, Benny. Này, Sam và tôi sẽ đi dạo một chút. Tôi cũng đi nữa. Người giám hộ mà. Đừng lo mà chú. Con vẫn còn giữ chai xịt chống kẻ xấu mà. Tốt lắm, sau này cũng... Anh làm gì vậy? Vẫn không có tác dụng. Tôi đã nói với anh rồi, phải luyện tập nhiều. Tôi luôn luyện tập mà. Phải luyện nhiều hơn nữa. Đi thôi Sam. Bọn họ đi rồi phải không? Ừ. Benny, anh không sao chứ? Benny, anh không sao chứ? Anh đã làm gì với anh ấy vậy?
tỉnh lại đi. Tỉnh dậy đi, Benny.